Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 43 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng, từng bước giải quyết những vấn đề mang tính cơ bản, hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghị quyết, vẫn còn một số khó khăn vướng mắt nảy sinh từ thực tiễn, Cuộc họp lần này ghi nhận nhiều góp ý xác đáng về tình hình triển khai 12 chương trình kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết 43, một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện nghị quyết 43 trong thời gian đến, cũng như một số kiến nghị đề xuất đối với Trung ương. Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của Tổ công tác tham mưu giúp Thành ủy triển khai thực hiện nghị quyết 43, đồng thời đề nghị Tổ công tác tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo đồng thời xây dựng chương trình công tác gắn với phân công trách nhiệm của từng thành viên. Tổ công tác cần tiếp tục đánh giá lại những quan điểm, mục tiêu của nghị quyết chưa được chú trọng triển khai thực hiện trong thực tiễn, đánh giá bước đầu khả năng thực hiện những chỉ tiêu trước mắt đến năm 2025. Đồng thời rà soát những nhiệm vụ, giải pháp cần ưu tiên triển khai cũng như 12 chuyên đề thực hiện nghị quyết, tiến độ các công trình, dự án động lực trọng điểm.